Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, thì một trong những vấn đề được dư luận quan tâm chính là xử lý rác thải y tế tại các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở cách ly tập trung. Bởi nếu không có những quy định chặt chẽ, quy trình thu gom vận chuyển và xử lý nghiêm ngặt, thì đây chính là nguồn lây dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Là một trong những địa phương có dịch bùng phát với số ca mắc lớn, Bắc Ninh đã và đang kiểm soát chặt chẽ lượng rác thải phát sinh từ các bệnh viện, các cơ sở cách ly nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân môi trường cũng như cho công tác phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là những công đoạn xử lý rác thải từ các khu cách ly tại nhà máy xử lý rác thải Thuận Thành. Tất cả các công đoạn đều được khử trùng, rác bọc kín trong các túi ni lông được công nhân đưa vào lò đốt ngay sau khi được thu gom về. So với các loại rác thải thông thường, rác thải trong khu cách ly y tế đặc biệt nguy hiểm, nếu không được xử lý đúng quy định sẽ làm mầm mống làm lây lan dịch bệnh ra xã hội. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề này, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các khu cách ly đang được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm thực hiện. Trong cái tình hình dịch COVID diễn ra bùng phát phức tạp, thì thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, thì Chi cục Bảo vệ môi trường cũng tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường có cái văn bản hướng dẫn các sở ngành, các đơn vị, đặc biệt là mới phối hợp với chỗ Sở Y tế để hướng dẫn thực hiện cái công tác thu gom chất thải y tế cũng như là chất thải trong quá trình phòng chống dịch bệnh để xử lý làm sao tránh cho cái hiện tượng là cái dịch bệnh phát thải lây lan ra bên ngoài môi trường do cái việc thu gom và xử lý rác thải gây ra trên địa bàn tỉnh. Trước khi dịch COVID-19 phát sinh tại tỉnh Bắc Ninh, nhà máy này chỉ thu gom rác thải sinh hoạt tại huyện Thuận Thành. Khi dịch bùng phát, tỉnh Bắc Ninh giao đơn vị này nhận nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các huyện Thuận Thành, Gia Bình và Tiên Du. Cái quy trình xử lý rác thải từ các khu cách ly về đến nhà máy ấy, thì trước hết đến cái khu cách ly, các rác thải của chúng tôi là được trang bị toàn bộ các cái thùng rác y tế và rác được chứa trong các thùng đấy. Trước khi mà đưa lên xe là có mỗi một xe nó có một cái bình để phun thuốc khử khuẩn đi cùng theo. Khi rác bắt đầu lên xe là chúng tôi phun thuốc khử khuẩn tại bãi, sau đó đưa lên xe. Trong quá trình vận chuyển chúng tôi dùng toàn bộ xe có máy đông lạnh, có nghĩa là xe chuyên dùng để vận chuyển rác y tế, nhằm đảm bảo trong quá trình vận chuyển không lây lan coi như ra môi trường bên ngoài. Và khi về đến nhà máy thì xe về đến nhà máy là toàn bộ xe được phun thuốc khử khuẩn một lần. Sau khi mở cửa xe ra thì phun toàn bộ các cái thùng chứa và trong xe. Sau khi xe hạ xuống, hàng được hạ xuống, rác đổ ra cũng được phun khử khuẩn lần nữa trước khi đưa lên lò đốt. Hàng ngày trước khi đi vào thu gom tại các khu vực cách ly, công nhân đều phải mặc quần áo bảo hộ, trải qua các khâu kiểm tra, khử khuẩn nghiêm ngặt, kiểm tra thân nhiệt, cấp phát dung dịch khử khuẩn, thực hiện theo đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế, theo quy định. Sau khi thu gom, rác thải sẽ được vận chuyển thẳng về nhà máy xử lý bằng các phương tiện chuyên dụng, đảm bảo không để chất thải có nguy cơ phát tán ra môi trường. Những công nhân tại nhà máy làm việc liên tục 3K và phải mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình làm việc. Được sự hướng dẫn của giám đốc này, tôi làm cái công việc này là rất cẩn thận và rất đấy, tôi không sợ cái gì cả. Anh em chúng tôi sẽ quyết tâm làm nơi để trốn công việc ban lãnh đạo đã giao cho. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung, Thuận Thành nói riêng, ngoài tăng cường xét nghiệm, truy vết khoanh vùng dập dịch, siết chặt phân luồng trong khám chữa bệnh, thì việc quản lý chất thải, vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế là việc làm cần thiết.